Muôn ơi, ba về kìa con. Muôn ơi, ba về rồi này. Ê, con cưng của ba đây ạ. Anh bị sao vậy? Con cưng của ba đây rồi. Thôi mà miếng đi. Thương quá. Bé Muôn, vô nhờ ngoại cột tóc rồi đi học con. Dạ. Con vô chuẩn bị đi học nha. Dạ. Anh bị sao vậy? Lại bị thương nữa hả? Có đau lắm không? Đau. Đau quá. Đau quá. Ôi giời. Bây giờ nhìn thấy vợ hết đau rồi. Anh này. Thôi đang chịu đựng chút xíu cho con nha. Dạ con nghe đây mẹ. Mẹ đang ngồi trên xe taxi trên đường tới bệnh viện nè. Giờ con nó đau bụng dữ dội lắm, chắc là sắp sinh tới nơi rồi. Dạ con xin đội trưởng về sớm rồi, bây giờ con chạy về liền ạ. Nó sinh được rồi con, nó đang ra đó. Mẹ ơi mẹ, mẹ có đau lắm không mẹ? Mẹ không sao đâu, em mới đòi ra chơi với con. Tí nữa mẹ cho con ấm em nha. Thay đồ nhanh lên.